Chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng. Thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến nay các tổ công tác của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã trực tiếp làm việc tại công an 17 địa phương, qua đó hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho hơn 330 công trình. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn công an địa phương những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, giải pháp cụ thể theo từng nhóm tồn tại, vi phạm đối với dự án, công trình, cơ sở hiện hữu. Tập trung vào các dự án gặp vướng trong thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, kiểm định, nghiệm thu kết cấu thép, bảo vệ bằng chất, vật liệu chống cháy, kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy lắp đặt tại công trình. 182 dự án, công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy thời gian qua cũng đã được hướng dẫn kịp thời đối với các doanh nghiệp chủ đầu tư. Đối với việc hướng dẫn cơ sở khắc phục tồn tại, vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, theo kế hoạch số 513 đã hướng dẫn tháo gỡ đối với 7.117 cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt động, khắc phục tồn tại, vi phạm theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy tương ứng với thời điểm công trình được đưa vào hoạt động. Sáng nay tại trường giáo dưỡng số 3 thuộc xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng đã tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 cùng công tác đảng và công tác quần chúng số 4 tại khu vực miền Trung. Tham gia hội thi có 12 thí sinh đến từ 6 đơn vị trong cụm. Các đội đã trải qua 4 phần gồm thi viết, tìm hiểu về công tác đảng, xử lý tình huống và thuyết trình. Trong mỗi phần thi, các thí sinh đã lựa chọn hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, hấp dẫn và sinh động. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác đảng và khả năng điều hành, xử lý tình huống trong thực tế. Có phần động viên, cổ vũ, tạo điều kiện để đội ngũ bí thư chi bộ, chi ủy viên và cấp ủy viên cơ sở giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Thưa quý vị, xuyên tạc lịch sử, truyền thống dân tộc là một trong những hoạt động mà các thế lực thù địch thường xuyên tiến hành nhằm phá hoại tư tưởng, làm mất lòng tin của nhân dân đối với các giá trị tốt đẹp của dân tộc. Những ngày tháng 4 này, trong khi người dân cả nước vui mừng chào đón kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì vẫn còn không ít những tổ chức phản động, phần tử cực đoan, bất mãn chính trị, cố tình xuyên tạc về ý nghĩa lịch sử của ngày toàn thắng 30 tháng 4. Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc và phủ nhận giá trị chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc cũng chính là nội dung chính của nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay. Và biên tập viên Nam Hà sẽ có những phân tích cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi. Một giờ 30 phút trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, cánh cổng sắt ở Dinh Độc Lập đã bị hút đổ. Toàn bộ nội các ngụy quyền Sài Gòn phải đầu hàng vô điều kiện. Lá cờ quyết thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu thời khắc toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Cả nước vỡ òa trong niềm vui thống nhất. Từ đây, non sông thu về một mối, Nam Bắc một nhà, Việt Nam hoàn toàn thống nhất và độc lập. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chắc chắn những hình ảnh về giờ phút đáng tự hào ấy không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. Song đối với không ít thế lực, đối tượng thù địch phản động thì hội chứng Việt Nam vẫn còn đang âm ỉ, nhức nhối, chưa có hồi kết. Chính vì thế, theo quy luật, mỗi khi cả nước tổ chức kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 thì các phần tử phản động, đối tượng chống đối lại đào xới, xuyên tạc quá khứ với mưu đồ kích động lòng thù hận, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng loạt đăng tải các bài viết, video, hình ảnh xuyên tạc chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đến tổ chức các buổi livestream để phủ nhận lịch sử với động cơ định kiến thù địch. Những hoạt động này đang được một số người ở nước ngoài, các phần tử phản động lưu vong, giáo diết tiến hành thời gian qua. Các thế lực thù địch là cố tình là đưa ra những câu chuyện mang chất là bịa đặt, thổi phồng để nhằm là gây cái sự kỳ thị dân tộc, kích động về sự chia rẽ. Một số đối tượng khác lại đưa lên mạng xã hội những quan điểm sai trái, coi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta thực chất chỉ là nội chiến,
là chiến tranh ủy nhiệm, chiến tranh ý thức hệ. Cái lúc cao nhất thì đã có đến hơn nửa triệu lính Mỹ trên chiến trường Việt Nam. Cho nên trước hết cuộc chiến tranh đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam. Và trong cái cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập tự do đó thì có cái khía cạnh là đấu tranh thống nhất đất nước. Là một người dân miền Nam đang sống ở trên đất Bắc, tôi thấu hiểu được tất cả những cái gì mà khát vọng của là nhân dân miền Nam nói riêng và nhân dân cả nước nói chung để muốn để thống nhất đất nước. Chính người Mỹ, trong đó có những nhân vật từng liên quan đến chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam, cũng thừa nhận những sai lầm. Điển hình là Robert McNamara, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đã thẳng thắn thừa nhận: chúng tôi, tức chính phủ Mỹ, đã sai lầm khủng khiếp. Điều này như một gáo nước lạnh dội vào những luận điệu xuyên tạc chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Gần 50 năm thống nhất đất nước cũng là chừng ấy thời gian Đảng, Nhà nước ta đẩy mạnh chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc với tinh thần tôn trọng quá khứ cùng hướng tới tương lai. Thế nhưng, bất chấp thực tế là vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc của Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố ngày càng vững chắc, thì các thế lực thù địch, các đối tượng xấu, chống đối vẫn cố tình đưa ra những thông tin, luận điệu sai trái, cố tình xuyên tạc, bóp méo tình hình thực tiễn. Dễ nhận thấy nhất là việc các đối tượng thù địch luôn rêu rao hòa hợp dân tộc ở Việt Nam hiện nay là đãi bôi, con đường nửa vời. Chúng cũng tự huyễn hoặc cho mình cái quyền tự nhận mình là người đại diện cho nguyện vọng của đa số để tuyên truyền, đề xuất cho cái gọi là phương cách hòa hợp. Có những người cực đoan nhưng mà cũng có những thành phần họ đã lợi dụng cái sự hận thù đó để mà trục lợi trên cái bản thân cá nhân của họ. Nghị quyết số 36 ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam tại nước ngoài cũng đã khẳng định chủ trương: mọi người Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cái mục tiêu cuối cùng của cái chính sách đại đoàn kết hòa hợp dân tộc là để thực hiện cái khát vọng của cả dân tộc là dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đầu năm 2004, cựu Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ lần đầu tiên trở về Việt Nam sau gần 30 năm xa quê. Sự hồi hương của những cá nhân có sức ảnh hưởng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã tác động không nhỏ đến phong trào chống đối tại rất nhiều điểm nóng trên thế giới. Hay như trường hợp của luật sư Hoàng Duy Hùng, ông từng là một người chống cộng khét tiếng ở hải ngoại. Tuy nhiên, sau chuyến trở về quê hương lần đầu tiên năm 2013, quan điểm của luật sư Hoàng Duy Hùng đã có sự thay đổi. Trước đây tôi chỉ được nghe ngóng một phía một chiều là phía của Việt Nam Cộng hòa. Nhưng rồi khi tiếp xúc vô trong nước, tiếp xúc với những cái thông tin khác thì tôi thấy rằng là những cái gì tôi nghĩ nó cần phải được điều chỉnh. Làn sóng về nước, công hiến của kiều bào ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Từ đà thuận lợi đó, bắt đầu từ năm 2010, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã lên ý tưởng thực hiện nhiều hoạt động kết nối kiều bào với quê hương, từ hội nghị kiều bào toàn thế giới, xuân quê hương đến hành trình Trường Sa. Đây là kết quả của một quá trình lâu dài, xuất phát từ nền tảng tư tưởng của Đảng ta cũng như của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác hòa hợp, đại đoàn kết dân tộc. Đã 48 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, người Việt ở nước ngoài dường như tấm lòng đã trăm sông đổ về biển cả quê hương. Tuy đâu đó vẫn còn tiếng nói lạc lõng, đâu đó vẫn còn những kẻ xấu chống phá nhà nước, nhưng số ít ỏi ấy không thể ngăn được lòng người Việt bốn phương hòa giải, hòa hợp để chung sức xây dựng Tổ quốc Việt Nam lớn mạnh, trường tồn. Năm 2020, đại dịch Covid-19 phủ bóng đen lên nền kinh tế toàn cầu. Nhưng chính trong thời điểm này, chúng ta tiếp tục được chứng kiến một Việt Nam đồng sức đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Việt Nam vẫn thực hiện thành công nhiệm vụ kép đầy ấn tượng với mức tăng trưởng dương 2,91%. Đây đều là những cái nỗ lực rất cao của những cấp lãnh đạo, những cơ quan chịu trách nhiệm chính, các lực lượng vũ trang và đặc biệt là của toàn dân. Thì đây là một cái sự chung sức đồng lòng của cả một dân tộc.
Các chính sách của Đảng và Nhà nước về hòa hợp dân tộc đã trở thành cơ sở vững chắc để nhiều bà con Việt kiều thay đổi định kiến, thay đổi tư duy và trở về chung sức xây dựng quê hương. Những cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài đã yên tâm về nước đầu tư phát triển, không chỉ có thăm thân nhân, thăm đồng bào, mà họ về đây tiếp tục đóng góp công sức bằng cái cách là đầu tư làm ăn ở Việt Nam. Chúng tôi cũng cố gắng tạo những cái khuôn khổ, những cái hình thức hợp tác và tạo ra những cái mạng lưới để có thể tạo thuận lợi hơn cho kiều bào mà muốn có cái sự đóng góp về nước thì sẽ đóng góp thuận lợi hơn. Sau hơn 48 năm thống nhất đất nước, chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Tăng trưởng kinh tế ở mức cao, tình hình an ninh chính trị quốc phòng được giữ vững. Những thành quả này là minh chứng sắc bén, bẻ gãy mọi luận điệu xuyên tạc về chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Gần nửa thế kỷ sau chiến tranh, Việt Nam đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử, viết tiếp những trang vẻ vang của hào khí non sông, khát vọng dựng xây và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trước thời cơ vận hội mới, đòi hỏi sự chung tay xây dựng vì một Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất và hùng cường. Đồng bào ta, dù ở trong nước hay nước ngoài, đều đang nỗ lực vượt lên khác biệt, nêu cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, cùng nhau vun đắp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đến đây, nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.